Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 700 mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư với hàng nghìn thành viên tham gia. Nhờ được tập huấn trang bị những kiến thức, kỹ năng nên các tổ đã phát huy được hiệu quả 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy. Nhiều vụ cháy đã được xử lý, dập tắt kịp thời và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người cũng như tài sản cho người dân và doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một địa bàn ở thành phố Bắc Giang, nơi từ đầu năm tới nay có nhiều vụ cháy xảy ra và được các tổ nhanh chóng xử lý. Cơn bão số 3 kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh khiến đường dây tải điện 220 kV trên địa bàn thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ bị đứt, gây ra chập cháy đường dây thông tin liên lạc của hàng chục hộ dân. Trước tình huống cấp bách, dù trong điều kiện mưa bão, thế nhưng các thành viên trong tổ liên gia đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy của các hộ gia đình dập tắt đám cháy, bảo đảm an toàn. Đặc biệt là cái sự hưởng ứng của bà con nhân dân trong cái tổ liên gia này thì là cũng đã kịp thời là xử lý được để giảm thiểu những cái thiệt hại cho cái bà con. Liên quan đến chập cháy thì cái tổ liên gia này phát huy được cái tác dụng. Thì người dân trên địa bàn, trên cái khu vực xảy ra cháy thì cũng rất là tích cực và chủ động trong cái công tác phòng cháy chữa cháy. Và ngoài thực tế trên địa bàn xã Tân Mỹ chúng tôi hiện nay đã được trang bị được trên 90% hộ nhân dân, mỗi hộ nhân dân một bình chữa cháy. Cũng tại thôn Tân Phượng, mới đây đã xảy ra vụ cháy tại cơ sở gia công phụ kiện điện thoại của công ty trách nhiệm hữu hạn ES Việt Nam. Ngoài lực lượng tại chỗ, tổ liên gia đã huy động hơn 10 hộ dân liền kề sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy. Do vậy, bảo đảm an toàn trang thiết bị máy móc cũng như không để cháy lan sang các hộ liền kề. Lực lượng anh em và hàng xóm tổ dân liên gia có hỗ trợ dập kịp thời, không gây ra thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Từ đầu năm tới nay, trên địa bàn xã Tân Mỹ xảy ra 3 vụ cháy. Nguyên nhân xuất phát từ sự cố chập điện. Tuy nhiên, tất cả đều được xử lý kịp thời nhờ sự vào cuộc của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Từ công tác tuyên truyền vận động của lực lượng công an, đến nay trên 90% các hộ trong toàn xã đã trang bị bình chữa cháy và 100% các cơ sở kinh doanh buôn bán trang bị từ 3 đến 5 bình chữa cháy. Như vừa rồi đấy là chúng tôi cảm thấy là mình phải nên như thế mà phải cần như thế. Và các anh tuyên truyền như thế là đúng, chúng tôi cũng chấp hành đầy đủ. Cái sự vào cuộc của người dân ở trên địa bàn các thôn cũng như là ban lãnh đạo các thôn thì vào cuộc rất là tích cực. Và cụ thể trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã thành lập được 21 cái điểm chữa cháy công cộng ở trên địa bàn. Cái việc mà nhân rộng các cái mô hình cũng như là tăng cường công tác tuyên truyền để thành lập nhiều các cái mô hình này thì nếu có sự cố xảy ra trên các địa bàn thì sẽ phát huy tác dụng rất là lớn. Hiệu quả từ mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy cũng như điểm chữa cháy công cộng đã góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nhân dân, huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra.